Bác sĩ thông tin tình trạng của top Big Ben vô cùng nguy hiểm, tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Trong buổi họp báo chiều nay, các bác sĩ cho biết top đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Chiều vừa qua, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Trường Đại học Nữ Edward đã tổ chức họp báo nêu rõ tình trạng hiện tại của top với truyền thông nhằm tránh những thông tin bị đưa sai lệch. Theo các bác sĩ cho biết, top được 3 người đưa tới bệnh viện trong tình trạng huyết áp và nhịp tim tăng cao. Trong tình trạng gần như bất tỉnh, họ không xác định được top đã uống bao nhiêu viên thuốc, nhưng chắc chắn là rất nhiều. Chúng tôi tin rằng thuốc của cậu ấy là một loại gọi là benzodiazepine, một loại thuốc an thần, các bác sĩ trả lời báo chí. Ngoài ra, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Trường Đại học Edward cũng cho biết, cơ thể của top chỉ phản ứng khi có tác động rất mạnh, nên về cơ bản vẫn coi như bất tỉnh. Hô hấp của nam ca sĩ không ở mức bình thường, cần phải ở bệnh viện lâu hơn để điều trị phục hồi. Hơn nữa, do tác dụng của thuốc nên con người của top không phản ứng được như người bình thường. Khi chúng tôi cố gắng đánh thức anh ấy bằng các kích thích bình thường, anh ấy không có phản ứng. Chỉ khi dùng kích thích cấp độ mạnh hơn, anh ấy mới phản ứng lại giữa trạng thái hôn mê và choáng váng. Đồng tử anh ấy không co thắt để phản ứng với kích thích ánh sáng. Các xét nghiệm cho thấy huyết áp, tim đập nhanh và hơi thở không ổn định. Ngoài ra, còn có dấu hiệu suy hô hấp khi lượng oxy giảm. Lượng carbon dioxide cao có thể dẫn đến tổn thương não chỉ trong vài phút. Tại thời điểm đó, anh ấy đã lâm vào tình trạng nguy kịch. Chúng tôi xác định đó là một tình huống khẩn cấp và không biết ai đã đưa thông tin sai lệch cho đại diện cảnh sát. Các bác sĩ cho thông tin với báo chí tại họp báo. Trong khi có thông tin rằng cảnh sát Seoul thông báo tình trạng của top không có gì quá nghiêm trọng, có thể tỉnh trong 1-2 ngày tới, thì dựa trên những quan sát từ khi nhập viện đến giờ, các bác sĩ cho biết top cần ít nhất 1 tuần để hồi phục và tỉnh lại. Hiện tại, nam ca sĩ vẫn phải dùng mặt nạ oxy để duy trì hô hấp. Sau khi tình trạng khá hơn, các bác sĩ sẽ thảo luận về tình hình của top với các bác sĩ tâm lý, bởi điều quan trọng nhất đối với top bây giờ là cần được điều trị tâm lý. Cũng trong buổi họp báo này, bác sĩ phủ nhận tất cả những thông tin mà báo chí đã đưa ra trước đó như việc top đã tỉnh lại và lấy được ý thức. Họ chỉ cho biết top đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm, tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Nồng độ carbon dioxide trong máu cậu ấy đang ở mức khá cao, đủ để gây ra tình trạng tim ngừng đập, một bác sĩ cho biết. Với các phát ngôn mâu thuẫn từ sở cảnh sát Seoul, gia đình top và đại diện, các phóng viên tại hiện trường đã đặt câu hỏi rằng tại sao cụm từ mất ý thức lại được sử dụng nếu top chỉ đơn giản là đang ngủ sâu? Các bác sĩ nhấn mạnh nhiều lần, hiện top đang trong cơn nguy kịch và nguy hiểm hơn nhiều so với việc chỉ ngủ sâu. Một trong các bác sĩ khác nói, khi mọi người nghĩ đến bất tỉnh, họ thường kết hợp nó tổn thương não. Tuy nhiên trong y học, khi bệnh nhân không có phản ứng với các kích thích bình thường thì đó chính là bất tỉnh. Khi top đến bệnh viện, cậu ấy chỉ phản ứng khi bị chích bằng kim hoặc chèn ép rất mạnh lên cơ thể. Ngay bây giờ, khi chúng tôi đánh thức cậu ấy có thể mở mắt nhưng không thể duy trì trạng thái tỉnh táo. Lộ diện bạn gái mới của Huỳnh Anh sau khi vừa chia tay Hoàng Anh. Sau hơn 3 năm gắn bó không chút ồn ào và điều tiếng, cặp đôi Hoàng Anh, Huỳnh Anh vẫn không thể có cái kết viên mãn cho chuyện tình đẹp như mơ. Mới đây, Huỳnh Anh đăng status buồn khiến nhiều người bất ngờ khi viết độc thân vui tính rồi mà tạm thời không nhận yêu ai đâu nhé, lo kiếm tiền và làm việc, xin lỗi bản thân vì những ngày buồn bã. Hot Boy cho biết đang độc thân và chưa yêu ai. Huỳnh Anh xác nhận thông tin đã chia tay Á hậu phụ nữ của ảnh 2012 Hoàng Anh, song không muốn nhắc đến lý do. Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu rạn nứt từ nhiều tháng trước, nhưng cả hai luôn cố gắng hàn gắn. Tất nhiên, sự việc diễn ra không ai mong muốn. Thời gian qua, tinh thần tôi đi xuống khá nhiều vì chuyện tình cảm không thuận lợi. Thời gian tới, tôi sẽ tập trung nhiều hơn cho công việc, Huỳnh Anh cho hay. Nguyên nhân rạn nứt vẫn là điều tò mò với nhiều khán giả. Song những người trong cuộc hiện vẫn muốn giữ kín, chưa thể tiết lộ. Dù sao đi nữa, những ai theo dõi cặp đôi đều cảm thấy trống rỗng bứt rứt khi biết tin buồn. Huỳnh Anh công khai chuyện chia tay bạn gái trên fanpage từ hôm 19 tháng 5, nhưng nhiều người vẫn chỉ nghĩ rằng đây là lời đùa. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, cả hai đã đường ai nấy đi được hơn 3 tháng. Thế nhưng, soi lại mọi hoạt động của Huỳnh Anh trên mạng xã hội, những người tin ý phát hiện ra bức ảnh khả nghi, cho thấy Hot Boy đi xem bắn pháo hoa tại Đà Nẵng cùng một cô gái bí ẩn. Huỳnh Anh quay ảnh đi du lịch tại Đà Nẵng, cả hai chụp ảnh duy nhất
từ phía sau lưng, đây là người yêu mới hay đơn giản chỉ là người bạn của Huỳnh Anh. Dân mạng không khỏi đặt ra nghi vấn. Cuối tháng 5 2017, Huỳnh Anh mới bấm nút theo dõi Hoàng Anh trên Instagram. Ngay lập tức, dân mạng đoán già đoán non rằng liệu đó có phải là người mới của anh. Mới đây, Hoàng Anh đăng status đầy cảm xúc, tự trấn an rằng và ngầm khẳng định chuyện tình yêu đẹp như cổ tích kia bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Kèm theo status là hình ảnh cùng Huỳnh Anh khoác tay nhau trong thật hạnh phúc, song giờ đây khoảnh khắc ấy chỉ còn là kỷ niệm của hai người. Những phát ngôn sốc ốc gây chấn động dư luận của Trang Trần. Mỗi khi có sự việc ồn ào nào xảy ra là Trang Trần lại có những phát ngôn khiến dư luận vừa sốc vừa lắc đầu ngán ngẩm. Ở showbiz Việt, Trang Trần được xem là một trong những ngôi sao sở hữu nhiều phát ngôn gây chấn động nhất. Khi gặp bất kỳ sự việc nào, Trang Trần đều không ngại bày tỏ quan điểm cá nhân và tính cách đanh đá có sẵn khiến đối phương cũng dè chừng. Cũng chính vì tính cách quá thẳng thắn, sở hữu hàng loạt phát ngôn độc sốc mà Trang Trần trở thành nhân tố cá biệt của làng giải trí Việt. Sau khi được nhiều khán giả hỏi về chuyện bị nghệ sĩ Xuân Hương gửi đơn kiện lên công an thành phố Hồ Chí Minh vì hành vi lăng mạ, xúc phạm trên mạng xã hội, Trang Trần thẳng thắn cho biết cô không sợ bất kỳ điều gì cả. Gì chứ, kiện là kiện dân sự, thích thì ra tòa, chỉ thích ra tòa lắm. Trang Trần gửi lời nhắn nhủ đến Hương Giang Idol khi nữ ca sĩ vướng vào ồn ào hỗn láo với nghệ sĩ Trung Dân. Tuy nhiên, chỉ sau đó 2 tuần, Trang Trần đã có hành động hỗn láo với nghệ sĩ Xuân Hương. Là một con người sai phải nhận và tuyệt nhiên không được xúc phạm người đàn anh đàn chị trong nghề, kể cả khi mình còn hot. Khi tham gia cuộc đua kỳ thú 2014, Trang Trần đã có nhiều câu nói làm tổn thương người bạn chơi Hiếu Nguyễn. Trong chặng đua tại Huế, cô liên tục trách móc Hiếu Nguyễn. Khi người bạn chơi lên tiếng giải thích thì Trang Trần lập tức chỉ tay và quát, anh im mồm đi. Thậm chí cô còn mắng Hiếu Nguyễn rằng, chữ ngắn nông cạn thì đừng nói nhiều. Khi làm mẻ răng Hiếu Nguyễn tại cuộc đua kỳ thú, Trang Trần đã ngắn gọn trả lời như thế này thay vì xin lỗi. Về chồng lại cái răng khác chứ có gì đâu, còn không thì vào nha khoa, làm răng cho đẹp đã rồi đua tiếp. Trong quá trình cuộc đua kỳ thú 2014 được phát sóng, Trang Trần đã nhiều lần chia sẻ lên trang cá nhân về những bức xúc với ban tổ chức. Khi chương trình kết thúc, lễ trao giải được tổ chức tại nhà thi đấu Nguyễn Du, Trang Trần cũng không đến nhận giải và tuyên bố sẽ không bao giờ tham gia chương trình nào mà đơn vị tổ chức cuộc đua kỳ thú thực hiện. Tôi không muốn nhìn mặt ban tổ chức cuộc đua kỳ thú. Vào năm 2010, Trang Trần khiến dư luận và nhất là giới người mẫu dậy sóng vì lời tố người mẫu bán dâm, tự o bé mình là người mẫu để làm gái bán dâm. Mẹ nuôi Long Nhật, Tim và Trương Quỳnh Anh đang cố níu kéo hôn nhân. Bằng trực giác của một người từng trải, Long Nhật cho rằng Tim và Trương Quỳnh Anh đang cố gắng níu kéo mối quan hệ trước bờ vực đổ vỡ. Những ngày qua, thông tin Tim và Trương Quỳnh Anh ly hôn là đề tài nóng nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng. Theo một nguồn tin xác thật từ Tòa án Nhân dân quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, cặp vợ chồng nổi tiếng showbiz Việt đã chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn trong tình trạng đôi bên thuận tình. Trước thông tin này, Tim đã chính thức lên tiếng bác bỏ và khép lại ồn ào bằng việc khẳng định tổ ấm vẫn đang hạnh phúc. Tuy nhiên, theo chia sẻ của ca sĩ Long Nhật trong một talk show mới đây, mối quan hệ của Tim và Trương Quỳnh Anh có thể đang gặp trục trặc và đi đến bờ vực của sự đổ vỡ. Mở đầu câu chuyện, nam ca sĩ gốc Huế cho biết có mối quan hệ rất thân tình với gia đình của Trương Quỳnh Anh. Theo tiết lộ của Long Nhật, nữ ca sĩ họ Trương vẫn hay gọi vui anh là mẹ nuôi. Tôi chơi rất thân với gia đình Quỳnh Anh và xem ông bà ngoại của cô ấy là ba mẹ. Tôi bế Quỳnh Anh ngay từ khi còn đang nằm trong nôi, mà ai dè khi lớn nó lại xinh đẹp và nổi tiếng đến thế, nam ca sĩ kể lại. Chia sẻ về hôn nhân đang được dư luận quan tâm của cháu gái yêu, Long Nhật cho rằng mọi việc trên đời đều có nỗi khổ riêng. Tuy nhiên, đây là vấn đề thuộc phạm trù gia đình nên dư luận cần dành cho Tim và Trương Quỳnh Anh một sự tôn trọng. Tất cả do cặp đó hot quá, mọi người đang rộn ràng hết cả lên, nhưng tôi nghĩ cái gì cũng có nỗi khổ của nó, nam ca sĩ nói. Theo Long Nhật, hôn nhân của Tim và Trương Quỳnh Anh có thể không còn giữ được, dẫn đến chuyện nguồn tin ly hôn từ tòa án lộ ra. Việc cả hai vẫn liên tục đăng tải hình ảnh bên nhau tình tứ trong những ngày giông bão có thể xuất phát từ sự ràng buộc bởi những hợp đồng quảng cáo, các dự án chung còn đang dang dở. Cũng có thể là hôn nhân không giữ được và thông tin từ tòa án lộ ra, nhưng bên cạnh đó còn ràng buộc hình ảnh của hai đứa
hợp đồng quảng cáo rồi bao nhiêu thu nhập khác. Đang là một gia đình đẹp như vậy, nếu đổ vỡ thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ, giọng ca Tình Huế suy ngẫm. Theo quan điểm của nam ca sĩ gốc Huế, không thể không xảy ra những sự va đập. Khi hai nghệ sĩ nổi tiếng sống chung trong một mái nhà, người nghệ sĩ thường có cá tính mạnh và đa cảm, nên dung hòa được sự hạnh phúc vẹn toàn trong hôn nhân là điều rất khó. Hai người ở chung một nhà, tương đương với hai cá thể, hai nền văn hóa, hai sự giáo dục khác nhau, ở với nhau đã khó, huống chi lại là hai nghệ sĩ nổi tiếng, mỗi đứa lại có một sự bướng bỉnh, cái cứng đầu riêng, vậy thì có sự va đập là đúng thôi. Vấn đề là Tim và Quỳnh Anh, mỗi người có biết chịu nhún nhường chút xíu hay không để cho đứa nhỏ có đủ cha đủ mẹ, Long Nhật nhìn nhận. Khép lại câu chuyện, Long Nhật cho rằng Tim và Trương Quỳnh Anh đang cố gắng níu kéo hôn nhân, dù cả hai đều đang rất rối, bằng sự quan tâm của một người cậu thân thiết, nam ca sĩ không quên gửi lời chúc phúc tới hai người cháu của mình. Theo như trực giác của một người từng trải, tôi thấy Tim và Trương Quỳnh Anh đang cố gắng níu kéo mối quan hệ, chứ nếu muốn đạp đổ họ đã đạp đổ rồi. Và hơn ai hết, người trong cuộc bây giờ đang rối, tôi chỉ biết cầu chúc cho Tim và Trương Quỳnh Anh đúng như hình ảnh mà các con đưa ra trên cá nhân, vẫn cố gắng níu kéo. Với tư cách là một người cậu, một người con nuôi của gia đình, tôi chỉ biết cầu chúc những gì tốt đẹp nhất cho gia đình nhỏ của Trương Quỳnh Anh và Tim, nam ca sĩ nói. Trước đó vào giữa tháng 5, một nguồn tin từ Tòa án Nhân dân quận 10 thành phố Hồ Chí Minh xác nhận Tim và Trương Quỳnh Anh đã ly hôn trong tình trạng đôi bên thuận tình. Theo đó, nữ ca sĩ họ Trương là người chủ động đệ đơn ly hôn. Giữa cô và chồng không hề có tranh chấp về tài sản. Trái với nguồn tin từ tòa án, Tim cho rằng tin đồn ly hôn là vô căn cứ. Anh cho biết tổ ấm của mình vẫn đang hạnh phúc và sẽ bảo vệ đến cùng. Để chứng minh cho điều này, giọng ca món quà vô giá khẳng định sẽ có một đám cưới lãng mạn như mơ với Trương Quỳnh Anh trong một tương lai không xa.